mỗi ngày. Lạ vị tươi mới với bún gạo xào mayo. Mến chào các bạn đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi, phần sơ chế thì cũng rất là đơn giản ha. Cái này để tiết kiệm thời gian. Và rót khoảng nửa củ các bạn, chúng ta cắt sợ nấm đông cô tươi. Chúng ta cắt lát ha. Chúng ta, cái này chúng ta cần hẹ băm các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 5cm thôi các bạn. Ớt sừng chúng ta cũng cắt sợ luôn. Để mình tạo màu cho nó đẹp mắt hơn hả anh Vũ? Đúng rồi. Một thằng bò rất là ngon. Chúng ta cắt thành những lát mỏng các bạn. Chúng ta cắt nhớ lát nào nó đứt hẳn lát đó nha các bạn. Cho thịt bò ra đây. Rồi chúng ta ướp ở đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta cho đây 1 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 2 muỗng cà phê tỏi băm. Rồi chúng ta trộn lên cho thấm. Cho đây ít nước bột năng, khoảng chừng 1 muỗng cà phê thôi nha. Có tác dụng gì hả anh Vũ? Chúng ta cho vào vậy để giữ lại cái gia vị cũng như là cái nước thịt sau khi chúng ta xào. Bún gạo chúng ta ngâm trong nước hơi ấm ấm thôi. Chúng ta nên cần pha sẵn cái nước gia vị trước. 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ các bạn. Đó, 2 muỗng canh thôi. Tất cả nguyên liệu chúng ta đã xong. Dạ, có ngay. Bắn lên cái chảo. Cho đây ít dầu. Thưa các bạn, chúng ta nên xào nhanh thịt bò với lửa lớn như vậy. Thịt bò sẽ ngọt thịt, không bị dai và không bị ra nước. Xèo nè. Lửa phải thật là lớn đúng không ạ? Chính là nhờ khi mà ướp là chúng ta có một ít bột năng. Chính xác. Chúng ta xào nhanh rồi nha. Dạ. Rồi. Rồi, chúng ta cho ra đây. Chúng ta sẽ cho hành tỏi vô cho thơm nè. Dạ. Còn lại nha. Cho cà rốt vào xào trước. Nó sót tí xíu nấm không sao ha. Cho cà rốt vừa chín thôi. Cho nấm vô. Wow. Xuất sắc anh Vũ ơi. Bông hẹ. Bông hẹ vô. Bông hẹ thì cũng rất là nhanh chín đúng không anh Vũ? Đúng vậy. Dạ. Hạ lửa nha bạn. Chúng ta sẽ cho bún gạo vào. Đảo đều. Như vậy. Đó, cho xào bún gạo vừa mềm, chúng ta cho cái nước gia vị vào, rửa lên. Thưa các bạn, chúng ta xào bún gạo với lại lửa vừa thôi. Đến khi bún gạo vừa ấm vừa thấm gia vị thì chúng ta cắt lửa như vậy, bún gạo không bị bết, không bị dính vào nhau. Mình sẽ cho gì? Thịt bò vào. Để lửa vừa thôi em. Dạ. Đó, chúng ta trộn như vậy. Chúng ta nên hòa tan gia vị trước khi chúng ta nêm. Như vậy thì gia vị sẽ thấm đều hơn trong món xào. Cho ớt sừng vào. Màu rí chúng ta nêm vô sau cùng. Cho ra như vậy một dĩa. Đây. Rồi. Hôm nay nguyên liệu đặc biệt, chúng ta trộn đầy sốt mayonnaise Ajinomoto với lại tí xíu tương ớt hoặc tương cà cũng được các bạn. Chúng ta tạo màu sắc cho bắt mắt một tí xíu. Rau củ và nấm chín đều, giòn giòn ngọt thanh hài hòa. Từng miếng thịt bò mềm, thơm mùi nước tương quyện hòa cùng với vị béo béo từ sốt mayonnaise, vừa bắt mắt vừa kích thích vị giác tới tận cùng.